dương chân lý vẫn luôn sáng soi. Truyền kể nhân gian người xưa tương truyền rằng là ác gia ác báo sẽ tựa như tấm gương phản chiếu tôi đồ. Truyền kể nhân gian người xưa cũng vẫn tương truyền rằng là sống tốt thiện giả thiện lai sánh tựa nhật quang coi trời. Ngày ngày trong cõi nhân sinh bởi tranh quyền đoạt vì chiếc âm như chớ bàn tay bỏ quên lương tâm con người. Hận thù chim trong lời danh sống mãi một đời áo vòng nhắm mắt hay ác hận từng đêm trắng đen vô thường tìm về đâu chưa một ai. Nghiệp ác dẫn ta lạc vào tội lỗi u mê càng có nhân tâm hai người đời mùi cho tương lai. Bởi lưới trời lồng lộng tuy thưa làm sao thoát nghiệp trần tội lỗi kia. Đạo lý lương tâm con người ở đời xưa nay nghiệp ác hay nghiệp hiền lành đều cùng bởi gió ta. Lương tâm mỗi người đều tựa bên ngọc quý mà đất nước do lửa khó đất muốn trời. Chân lý ấy qua ngàn đời vẫn truyền lưu. Ê Dậu, nghe nói là mày từ chối cơ hội để đi xây tổ uyên ương với thằng Thế đúng không? Thiệt là tội nghiệp đó ghê á. Làm mừng hụt hết mấy ngày nay cứ tưởng là được bạc, được người đẹp bên cạnh. Ai dè người ta có mộng cao, có thèm đếm xỉa tới mặt đâu. Gặp tao á là tao nhảy xuống sông cho rồi. Mày thiệt ác quá Dậu à. Nè, chị đừng có tự suy diễn lung tung. Tôi không có thời gian đôi co với chị đâu. Trời, còn mày đặt nói tao suy diễn hả? Tao là tao đi guốc trong bụng mày á Dậu. Ai cũng thắc mắc tại sao mày từ bỏ cơ hội ngàn vàng của bà cả. Tao thừa biết á, mày ở lại với một lý do duy nhất mà thôi. Chị giỏi đoán mò như vậy, chị đi làm thầy bói luôn đi. Đứng đây đôi co với tôi chi? Đâu có ai quan tâm đâu. Mày đừng có thách tao. Mày ở đây á, vì vẫn nuôi mộng là mở hai đúng không? Nhất là bây giờ tới vợ chồng cậu hai đang hụt hạt. Như vậy mày ngu gì không thừa nước đục thả câu. Chị đang nói chị đó hả? Mày, nếu mà chị muốn á thì chị cứ việc thả câu đi. Đừng có lôi tôi vào. Cái vị trí mợ hai đó tôi không có thèm tranh giành với chị đâu. Mày, ở đó mà không thèm đếm xỉa, mà mày có thèm á thì tao cũng mặc kệ mày. Vì bây giờ cậu hai đã thuộc về tao rồi. Xin mời ông Trịnh vào đây à. Lâu quá không thấy ông Trịnh ghé thăm. Ông chờ tôi một chút nha. Mấy em đâu? Vào đây. Dạ, dạ. Nè, nhớ chăm sóc cho ông Trịnh đàng hoàng, chu đáo. Nhớ là đừng làm phật lòng của ông Trịnh nha. Dạ, dạ tôi biết, con biết rồi. Ông Trịnh. Ông Trịnh. Sao lâu quá không tới thăm tụi em vậy? Dạ. Ông Trịnh khỏe không? Ông có khỏe không? Tụi em nhớ ông Trịnh quá. Ông có thoải mái không? Chúc ông Trịnh vui vẻ nha. Nè, đang làm cái gì vậy hả? Dạ hôm nay em không được khỏe, ông đừng giận em. Hôm nay nàng không khỏe, hôm trước nàng đau đầu, nàng nhức mình, ngày nào nàng cũng có lý do nàng khước từ ta. Nhưng ta biết nguyên nhân khiến nàng lạnh nhạt với ta
Nàng nói đi, Tại sao nàng lại rất muốn là Sakata? Ta biết rồi, có phải là nàng tơ tưởng đến hình bóng người xưa không hả? Vậy thì bấy lâu nay nàng ôm ấp ta là chỉ để quên hình bóng cũ thôi chứ gì. Bây giờ nàng đã gặp lại rồi, nàng không cần ta nữa đúng không? Dạ. Ông đừng nói vậy mà quan cho em lắm. Em không có ý đó đâu. Không có ý đó. Lúc nào nàng cũng mở miệng là không có ý đó. Nàng đang gạt ta hay là nàng đang gạt chính bản thân của mình? Từ lúc trên kinh về, lúc nào nàng cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một người mất hồn. Lúc nào nàng cũng tìm đủ mọi cách để tránh né ta. Coi ta như một kẻ vô hình. Nàng nghĩ đi, dù gì ta cũng chung chăn gối với nàng 8 năm nay mà. Chẳng lẽ ta không nhận ra được tâm tính thay đổi bất thường của nàng hay sao? Ông đừng nói như vậy mà. Em khó lòng mà tỏ bài, nhưng thật lòng em không có ý lừa gạt ông đâu. Em chỉ... Chỉ cái gì? Bây giờ nàng đừng nói gì nữa. Nàng càng phân trần thì ta càng cảm thấy ý nghĩ của ta là đúng đó. Được rồi, nếu như nàng cảm thấy khó xử khi mà ở gần ta, tại sao nàng lại không ở trên kinh đi để nói lại tình xưa hả? Theo ta về đây làm gì hả? Theo ta về đây như là một cái xác không hồn đó. Ta không cần nàng. Ta có biết chưa? Bà hai, bà ngủ chưa? Mở cửa cho tôi coi. Bà hai, bà hai ơi. Ủa, ông? Để tôi lấy nước nóng cho ông ngâm chân, ông dễ ngủ nghe. Thôi khỏi. Hay là để tôi xuống bếp chưng cho ông chén yến tẩm bổ nghe. Chứ nhìn ông dạo này tôi thấy ông có vẻ mệt mỏi quá. Thôi được rồi, bà cứ ở yên đó đi, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Vậy để tôi xoa bóp cho ông nha. Vậy để tôi bóp vai cho ông dễ chịu nghe. Chắc là ông đi cả ngày cũng mỏi rồi. Để tôi bóp chân cho ông nghe. Ông thấy dễ chịu hơn chưa? Ông nè, cũng lâu lắm rồi tôi mới được hầu hạ ông. Nếu có chỗ nào tôi làm chưa phải thì ông nhớ nói cho tôi biết nghe. À,
Ông đang nghĩ đến chuyện của em ba đúng không? Cổ cũng là đàn bà nên dễ yếu lòng, cho nên có rung động trước người xưa cũng là chuyện thường tình mà. Ông bận tâm làm chi cho mệt. Nói chuyện gì không đâu vô đâu vậy? Tôi biết hết, ông đừng có giấu tôi nữa. Biết cái gì mà biết, mà dẫn chứng nào thật đó? Nhiều chuyện quá. Ừ thì tôi nhiều chuyện, nhưng tôi không có làm gì khuất tức khiến ông phải bận lòng hết. Bà móc mỉa ai vậy? Ông đừng có làm bộ mà không biết tôi nói tới ai. Thì chuyện của em ba và chú ba nhà mình đó, tuy ông không nói ra, nhưng tôi nhìn mặt ông với em ba từ hôm về đây tới giờ là tôi biết có chuyện gì xảy ra rồi. Ngày xưa họ tình đồng ý đượm, rồi bây giờ họ gặp lại nhau trách sao khỏi cảnh bồi hồi xao xuyến. Người mà chứ có phải gỗ đá đâu mà không có tình. Biết đâu chừng lúc mà ông đi bàn chuyện với mấy thương nhân rồi họ lén lút nối lại tình xưa rồi cũng nên. Thôi đi, mà đừng có đó mà vẽ rồng vẽ rắn nữa. Hồi xưa hai người rõ ràng là thương nhau thiệt, nhưng đó đã là chuyện dĩ vãng. Huống chi chú ba là người đọc sách thánh hiền, coi trọng đạo lý, mà cho dù lòng nó có vấn vương chuyện xưa cũng không dám làm những chuyện sai quấy sau lưng tôi đâu. Kẻ quân tử hay tiểu nhân cũng chỉ cách nhau có một gang tay thôi. Dù chú ba có hiểu đạo lý đến mấy, mà gặp lại người ngày xưa, người mà mình từng thương sâu đậm, thì trong lòng cũng dậy sóng. Làm sao ông chắc chắn chú ba không làm chuyện gì chứ? Thì có thể bà nói cũng đúng về chú ba đó. Nhưng còn Như Nguyệt, tôi tin tưởng cô ấy. Mấy năm gần gũi nhau, tôi biết Như Nguyệt rất an phận thủ thường, không bao giờ đứng núi này trông núi nọ, huống chi là phản bội tôi. Ông đừng có chủ quan mà nói chắc như đinh đóng cột vậy. Lòng dạ đàn bà là cái thứ khó đoán và dễ thay đổi nhất. Bề ngoài họ có vẻ dửng dưng, nhưng đâu ai biết được ở bên trong đang âm ỉ lửa tình. Chỉ cần bén mồi là cháy phừng phừng đó nghe. Thôi đi, mày đừng có xì xì đáng đáng nữa, tôi nhức đầu lắm á. Ngủ đi. Tôi suy đoán hồi nào, ông không có tin thì thử tìm cách coi tôi nói có đúng hay không. Ông tin em ba như vậy thì sợ gì chứ? Cây ngay không sợ chết đứng mà. Thôi đi, bà đừng có bày thêm chuyện nữa, đi ngủ đi. Thì tôi bày chuyện, nhưng mà chỉ giúp ông tìm hiểu rõ chân tướng sự việc thôi. Ông chỉ cần gật đầu là tôi sẽ nghĩ kế để ông biết được là họ có tình ý gì với nhau hay không. Chỉ sợ ông nhìn thấy rồi thì ông không có chịu nổi thôi. Thôi thôi thôi, tôi nói bà im đi. Thì bây giờ ông khó chịu với tôi, nhưng sau này rõ trắng đen rồi thì ông mới biết tôi chỉ có ý tốt cho ông, cho gia đình mình thôi. Ông có biết rõ mọi chuyện thì ăn mới ngon, ngủ mới yên. Chứ cứ giữ khư khư cái ấm ức đó rồi nghi kỵ ở trong lòng thì làm sao mà ngủ yên được hả ông? Ông nghe lời tôi đi, cứ để tôi tìm cách cho. Rồi đến lúc đó, nếu đó là sự thật thì ít ra ông còn biết cách mà xử trí. Chờ đợi đến khi thiên hạ đồn rần rần lên đó, lúc đó ông mới ra tay thì còn gì là uy danh của ông, của Trịnh gia này nữa. Nhất định tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Cậu mới không gặp có mấy ngày à mà hùng hổ
Làm quá à. Làm người ta mệt muốn chết luôn. Em có thích vậy không? Vài ba hôm mình lại gặp nhau nữa nha. Dạ. Cậu hai muốn á, là trời muốn mà. Nhưng mà không cần chờ đến vài hôm đâu. Từ nay á, em sẽ chiều chuộng cậu mỗi đêm luôn. Cậu có chịu không? Gặp mỗi đêm sao mà được. Được chứ. Nếu mà cậu công khai chuyện tụi mình, rồi xin ông bà cưới em làm vợ, thì em có thể hầu hạ cậu mỗi đêm mà. Không có được đâu. Ủa, sao lại không được hả cậu? Ông á có tới 3 vợ, còn cậu á mới chỉ có mở 2 mà thôi. Thì bây giờ cậu cưới thêm em cũng bình thường mà, có gì sai trái đâu. Thì tôi chuyện này sau rồi hãy tính. Còn bây giờ trời gần sáng rồi, lỡ có ai thấy bắt gặp mình bây giờ. Cậu ơi. Út, mở cửa cho tôi đi. Út ơi, mở cửa cho tôi đi. Mở hai ơi, con không dám mở hai ơi. Xin mà, làm ơn đi, mở cửa cho tôi đi mà. Tôi không muốn ở đây nữa Út ơi. Mở cửa cho tôi đi. Làm ơn mở cửa cho tôi đi Út. Mở hai ơi, mở hai. Mợ hai đang nỉ Út đó. Út mở cửa cho mợ hai đi. Mở cửa cho mợ hai đi Út ơi. Út à, mở cửa cho mợ hai đi. Con mà thả mợ hai ra, cậu hai giết con chết. Út ơi, mợ hai đang nỉ Út mà. Út ơi, Út. Út ơi, mở cửa cho mợ hai đi mà. Mợ hai đang nỉ đó. Mở cửa cho tôi đi. Tôi xin mấy người đó, làm ơn mở cửa đi. Tôi phải về với em của tôi. Làm ơn, làm ơn làm phước.
Hãy chạy cho thật nhanh thoát khỏi địa ngục trần gian này. Cầu trời khẩn phục cho mợ hai được bình an. Xong là sao? Mày giả ngủ gục để giả tao bỏ trốn đúng không? Tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo, sao không được gì hết? Để từ đây tao cho mày nhìn đôi. Đoạn hại, đoạn hại. Cái gì vậy? Mày, anh hại. Ngu. Cái gì vậy thằng hai? Mày. Cậu ơi. Cái gì vậy trời? Cậu ơi. Cậu. Mày. Cậu. Thôi. Mày. Thằng hai. Cậu. Nghe không? Mới sáng sớm mà la lối sùm. Mà sao tự nhiên đánh thằng Út dữ vậy? Rồi còn con hai đâu? Nó bỏ trốn rồi. Hả? Trời đất ơi, con này sao nó gan dữ vậy? Có phải chính mày đã mở cửa cho nó bỏ trốn không? Không. Chứ không tại sao nó mở cửa được? Mày khai mau lên, nếu không tao giết mày chết. Con có cậu. Mày khai đi. Con có. Khai mau. Dạ con. Khai mau. Khai mau. Cái mau, cái mau. Ôi, thằng hai đánh chết nó bây giờ. Trời ơi. Con hai thì nó đi đâu được chứ? Làm sao con biết được? Còn đi đâu được nữa? Chắc là nó về quê. Ông Xẻo đâu? Ông Xẻo. Dạ. Mày đã bốc xuống dưới giường, cốt lại cho tôi. Khi nào tôi về, tôi sẽ trừng trị thằng này. Nói đi, đứng làm gì nữa? Dạ. Bà. Ông, đi ông, nhanh lên. Bà ơi, cứu con. Con khốn này, mày tưởng mày bỏ trốn như vậy là sẽ yên thân sao? Tao thề tao chưa bắt được mày về đây. Tao không phải Trịnh Phú Tương. Mày có chạy đằng trời cũng không thoát được tao đâu. Tao nhất định sẽ lôi đầu mày về trừng trị. Thằng ngu. Có mỗi một con vợ mà quản cũng không xong, để nó bỏ trốn trong đêm như vậy. Mau đi khắp nơi tìm nó về đây cho tao. Còn đứng đó tràn ràng, tao nổi điên tao đập bây giờ. Mày mà tìm không ra nó thì đừng có giác xác về nhà làm cái gì. Mất công tao bị mang tiếng, có thằng con trai bị vợ bỏ. Đi đi. Một tuần trăng mà không tìm ra được nó, coi như tao tự mặt mày luôn. Trịnh gia không có đứa con trai tồi tệ như mày. Mấy ông nghĩ coi, bà Xuyến làm vậy là tại vì thương phận đàn bà của mợ hai, hay là tại vì ghét cậu hai vậy? Tôi cũng muốn cứu mợ hai nhà này, nhưng mà bà làm vậy đó, cậu Út lại bị đòn quan nữa. Thì bà hỏi tôi đâu biết được. Tôi cũng mù mù mờ mờ giống bà thôi. Bà hỏi ông Táo Đa Nghi kìa. Ông Táo Đa Nghi ông linh tính nhiều chuyện hay lắm. Hey! Cái gì vậy? Thôi đừng có hỏi nữa ha. Bây giờ muốn biết, lật lại sổ sách coi câu chuyện 20 năm về trước. 20 năm? Chuyện gì xa dữ vậy? Hỏi nữa, coi đi rồi sẽ hiểu. Nhưng mà sổ sách mấy năm trước đã đưa hết cho thổ địa rồi, không lẽ bây giờ phải đi tìm ổng hay sao? Thôi bây giờ ổng nói luôn đi, úp úp mở mở hoài. Ừ. Muốn biết thì tiếp tục.
theo dõi. Tôi nghĩ bí mật của con người, cho dù cố gắng che đậy, giấu giếm cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng giống như cây kim ở trong cây bọc, một ngày nào đó cũng lòi ra thôi. À, gì vậy? Kim nhọn đâm đau. Trời ơi, tưởng tượng quá lố. Hey, mày, cậu hai tha cho con, cậu hai. Mày, là tao nè. Bà Xí, mày có sao không vậy? Trời ơi, đau, tôi đau quá. Nè, tao có nấu cháo nè, mày ráng ăn chút cháo đi, để có sức mà cầm cự. Tội nghiệp mày quá, tự nhiên cái bị ăn đòn quan. Chỉ tại cậu hai bị ông chửi quá nên trút giận lên mày thôi. Thiệt tức, ông biết ai chơi ác, tự nhiên mở cửa tả mờ hai ra, làm tôi bị quýnh bầm dập vậy nè. Tôi mà tìm được người đó, tôi đập cho hả giận. Mày á, mày chỉ giỏi cái miệng thôi, chứ mày mà dám đánh ai? Sao không dám? Thử nói cho tôi biết coi, tôi mà ông đánh á, tôi làm con bà. Thôi, mày đang đau, mày bớt nói lại giùm xíu đi. Nè, ăn miếng cháo đi, tao mới nấu cho mày đó. Ráng ăn xíu nữa đi, ráng ăn thêm miếng nữa. Ba chạy đi. Có chuyện gì vậy anh Ngũ? Cậu hai cho người lùng sục khắp nơi tìm Khê kìa. Làm sao bây giờ hả anh Ngũ? Chạy đi, nhanh lên. Khoan đã. Nhanh lên Khê. Ở trong đó có đứa nào không? Không có. Đi. Dạ, con xin mời bà dùng chút yến ạ. Mày có dò la được ai là người thả vợ của thằng hai chưa? Dạ, con vẫn chưa tìm ra được bà ơi. Thiệt, tao nghĩ hoài cũng không ra ai làm mấy cái chuyện bao đồng như vậy. Không biết người đó muốn chọc tức thằng hai hay là muốn thương hại con Khê. Dạ,
Vì chuyện đó mà nhà mình rối tung beng lên. Ông thì nổi trận lôi đình, mắng chửi cậu hai. Còn cậu hai á thì lôi thằng Út ra đánh trút giận. Mà theo bà, có phải thằng Út làm không vậy? Thằng đó có ăn gan trời cũng không dám làm mấy chuyện này đâu. Dạ, mà con cũng không nghĩ là nó. Nhưng mà không là nó thì là ai hả bà? Khó nghĩ ghê. Mà bà nè, mợ hai á thì từ từ tìm cũng ra mà, sao ông lại nổi trận lôi đình như vậy? Mày nói cứ như chuyện giỡn chơi. Chuyện con dâu nhà họ Trịnh nó bỏ đi mà lan ra ngoài thì còn gì là sĩ diện của Trịnh gia nữa. Ồ. Chưa kể lỡ con nhỏ đó tức giận chuyện gì, nó nói bậy nói bạ ra ngoài, bôi nhọ danh dự nhà họ Trịnh, thì sau này làm sao mà ông dám ra ngoài làm ăn với ai nữa. Mà nói gì nói, mày cũng phải ráng dò cho ra ai là người đứng sau những chuyện này. Nghe chưa? Dạ, con biết mà. Ông Xỉu, ông có nghi ai là người thả mợ hai ra không? Theo tao á, là người mở cửa cho mợ hai là phải canh me theo dõi thằng Út cả đêm. Chứ sao biết nó ngủ lúc nào mà ra tay được chứ. Chắc á, tao nghĩ nè, là người quen trong cái nhà này. Ông nói trớ quớt không à, ai lại không biết chuyện đó chứ. Nhưng chính xác là ai mà cả gan á thả mợ hai như vậy? Chứ đoán như ông á, tôi đoán 100 lần cũng được. Là ai, làm sao tao biết được? Nếu á tao biết, tao khai ra cho Út nó khỏi bị đòn rồi. Tội nó ghê á. Bây giờ nó bị đánh nè, nó bèo nhèo, nó tàn tạ, còn rách hơn cái mình tao đang đắp luôn. Nè, mấy người không lo làm việc, cứ tụm năm tụm ba nói xấu chủ, rồi coi chừng bị phạt bây giờ. Thì lâu lâu cũng phải nghỉ tay xã hội chút xíu chứ bà Xuyến. Ông Sủ đang suy đoán ai là người đã mở khóa để cứu mợ hai nè. Theo bà thì bà đoán là ai? Làm sao tao biết được. Mấy người đoán được ai chưa? Cũng chưa. Đang đoán mò thôi. Cứ ngồi đó mà bàn chuyện tào lao đi. Không chừng chưa biết ai là thủ phạm thì đã bị đuổi việc hết cả đám rồi đó. Lúc đó cổng nhau ra chợ tha hồ mà ngồi bàn. Nè bà Xuyến, không lẽ bà không nghi ai hết trơn sao? Có. Tao có đoán một người mà. Hả? Người này trọng tuổi. Hả? Lại nặng ký. Hả? Nữa. Lại có cái bệnh mộng du. Không chừng tối hôm đó lang thang tới phòng mợ hai, rồi tấy mấy tay chân, mở cửa cho mợ hai ra ngoài cũng không chừng. Ủa bà Xuyến, bà nói một hồi á, sao tôi nghe bà tải với ông Xỉu quá vậy? Ở đây á, có ai trọng tuổi mà nặng như ông Xỉu đâu. Thì đó. Trời, nè, bà ăn nói sàm sàm kiểu đó, cậu hai mày cái được là chết tôi nghe chưa. Thôi làm việc đi, tụ năm tụ bảy nhiều chuyện quá. Bây giờ tao cái gì? Bây giờ mày nghi ngờ tao mộng du mở cửa cho mợ hai đi hả? Tao tạt đuôi sôi vô mặt mày bây giờ mày tin không? Vô duyên. Vô duyên rồi. Làm việc đi. Quân tôi thần tư hiếu trung, ơn sâu tròn đạo phụ tứ, 100 năm lòng son nghĩa một đời. Phù sướng phù tùy,
Xưa nay sang em trong môn kiếm, như mây phù vân thoáng qua. Nhưng sinh lệ nghĩa chi tín, cho nên vội quên lẽ ngũ thường. Chuyện nay tính xưa, trái lăng lên thời môn gia chúng. Chữ tiến thành là câu trao mình, đệ huynh trao nặng lời danh, tứ tôn chớ vong tình mong, nghĩa phụ thế thuần tình kéo xa. Thế thái nhân tình đời người như gió như mây, lẽ sau mơ đời đừng vì xem trăng quên đèn. Nhục vinh xương khô buồn vui, bởi do đứng